e <síntico> Xin chào quý khán giả đang đến với thời lượng dành cho bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của đài phát thanh truyền hình đồng nai thưa quý vị các quan chức tại cục dự trữ liên bang mỹ fed lo ngại rằng sự thất bại của ngân hàng thung lũng silicon svb và ngân hàng signature vào tháng trước sẽ khiến người gửi tiền trên khắp nước này hoảng sợ và gieo rắc sự khốn khổ trong toàn bộ ngành họ thừa nhận sự yếu kém trong hoạt động giám sát Hôm qua, các quan chức của Fed đã đưa ra đánh giá về nguyên nhân khiến SVB sụp đổ. Ông Michael Barr, phó chủ tịch giám sát của Fed, cho biết về lý thuyết đó là một trường hợp quản lý yếu kém. Ông cho rằng các giám đốc điều hành của ngân hàng đã không xác định được các vấn đề và phản hồi chậm, nhưng chính những người giám sát đã phát hiện mối nguy hiểm quá muộn và không thực hiện đầy đủ các bước để đảm bảo các vấn đề đã được khắc phục. Ông Barr cho biết sự thất bại của ngân hàng cho thấy sự cần thiết phải cải thiện khả năng phục hồi của hệ thống. Ông nói thêm, Fed sẽ xem xét lại các quy tắc đối với các ngân hàng có tài sản hơn 100 tỷ đô la, bao gồm các bài kiểm tra căng thẳng và yêu cầu thanh khoản. Nền kinh tế khu vực đồng euro là Đức tăng trưởng 0,1% trong quý đầu tiên của năm 2023, sau quý trước cũng tăng 0,1%. Mặc dù tăng trưởng tối thiểu, nhưng mức tăng này giúp Eurozone tránh được suy si thoái kỹ thuật như dự đoán. Các nền kinh tế châu Âu đang vật lộn với lạm phát cao kéo dài, kỷ lục 10,6% vào tháng 10 2022, chủ yếu do giá năng lượng tăng chóng mặt. Dù lạm phát đã giảm trong những tháng gần đây, nhưng vẫn còn ở mức cao, so với 9% trong tháng 3. Các nhà kinh tế đã dự đoán rằng nền kinh tế của Eurozone sẽ suy giảm trong quý cuối cùng của năm 2022 và quý đầu tiên của năm 2023, đẩy khu vực này vào suy thoái. Nhìn vào các quốc gia thành viên riêng lẻ cho thấy một bức tranh đa dạng trên khắp EU nền kinh tế của Đức bị đình trệ trong quý đầu tiên của năm nay, trong khi nền kinh tế lớn khác của khối là Pháp tăng 0,2%, Tây Ban Nha, Ý và Bỉ đều tăng trưởng trong cùng quý. Ireland chứng kiến mức giảm lớn nhất âm um 2,7%, kinh tế Bồ Đào Nha tăng trưởng 1,6%, trở thành nền kinh tế hoạt động tốt nhất trong khối. Chính phủ Nhật Bản hôm qua thông báo sẽ đưa Hàn Quốc trở lại danh sách đối tác ưu đãi thương mại sau khi Seoul đưa ra quyết định tương tự đối với Tokyo. Đây là dấu hiệu mới nhất thể hiện sự cải thiện quan hệ giữa hai nước. Bộ kinh tế thương mại và công nghiệp Nhật Bản nêu rõ nước này sẽ khôi phục quy chế ưu đãi đối với Hàn Quốc sau khi quy chế này bị thu hồi năm 2019 liên quan việc mua các sản phẩm được cho là có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Vì Nhật Bản loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách trắng, các đối tác thương mại đáng tin cậy diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ liên quan đến lịch sử thời chiến. Tuy nhiên quan hệ giữa hai nước láng giềng này đang ghi nhận nhiều dấu hiệu cải thiện. Đầu tuần này Hàn Quốc đã đưa Nhật Bản trở lại danh sách các nước được ưu đãi thương mại. Luật công nghệ mới công bố của Liên minh châu Âu EU dự kiến sẽ tác động mạnh đến các người khổng lồ công nghệ Big Tech. Ủy viên thị trường nội bộ Thierry Breton của EU đã nêu tên 19 nền tảng trực tuyến và công cụ tìm kiếm sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ nhất. Instagram của Meta, Twitter, App Store của Apple, YouTube và Google Search của Alphabet và TikTok của ByteDance nằm trong danh sách Big Tech cần đáp ứng các yêu cầu bổ sung theo đạo luật mới các bít này có hơn 45 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tương đương 10% dân số châu Âu sẽ phải chịu trách nhiệm gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp thuê người kiểm duyệt nội dung bằng mọi ngôn ngữ của EU việc không tuân thủ các quy định mới có thể khiến các công ty này mất 6% doanh thu hàng năm hoặc thậm chí khiến nền tảng bị cấm tại EU giám đốc điều hành Tristan Elmer hôm qua cho biết mạng xã hội này sẽ giảm 10% lượng đăng ký nội dung sau năm đầu tiên vì công ty đang tìm cách kiếm tiền từ nội dung trên trang web nhằm đa dạng hóa nguồn thu. Đầu tháng này, tỷ phú Musk cho biết người dùng có thể cung cấp cho những người theo dõi họ đăng ký nội dung, bao gồm văn bản và video và hàng giờ. Musk đang mang đến những thay đổi tại Twitter để tăng doanh thu sau khi nền tảng này chứng kiến thu nhập quảng cáo giảm mạnh. Ông nói thêm việc cắt giảm đăng ký trên nền tảng iOS và Android của công ty sẽ giảm xuống 15% trong năm thứ hai, từ 30% trong năm đầu tiên. Thưa quý vị, các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng vào thứ Sáu để kết thúc một tuần đầy biến động, với các chỉ số chính S&P 500, Dow Jones và Nasdaq Composite đều ghi nhận mức tăng hàng tuần. S&P 500 và Dow Jones tăng 0,8%, trong khi Nasdaq tăng 0,7%. Tất cả tuần, Nasdaq có mức tăng lớn nhất ở mức 1,3% nhờ thu nhập tăng của nhóm Big Tech. Chỉ số Dow và S&P 500 kết thúc tuần tăng khoảng 0,9%. Dow Jones kết thúc tháng cao hơn 2,5%, mức tăng hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 1. S&P 500 ghi nhận mức tăng hàng tháng 1,5%, tháng tăng thứ hai liên tiếp trong khi Nasdaq kết thúc tháng chỉ cao hơn một chút. Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ cổ phiếu của First Republic khi doanh nghiệp cho vay này đang gặp khó khăn, dường như sẽ không được công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ FDIC giải cứu và có thể bị tiếp quản cuối tuần này. Cổ phiếu của First Republic đã giảm hơn 40% vào thứ Sáu và mất hơn 97% giá trị kể từ đầu năm. Nhà phân tích cổ phiếu David Chiaverini giải thích. Trong trường hợp ngân hàng được tiếp quản, đây sẽ là tin xấu cho các nhà đầu tư. Sẽ rất kẹt nhiên nếu First Republic được tiếp quản và các khoản tiền gửi không được FDIC hỗ trợ, ngay cả những khoản tiền gửi không được bảo hiểm các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định lãi suất của Fed sẽ công bố vào thứ tư tới. Các nhà phân tích kỳ vọng ngân hàng sẽ tăng lãi suất thêm 1 phần tư điểm. Ông Laurence Sun, một nhà sáng lập kế hoạch tài chính cho biết: "Tôi tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tới. Điều này có thể sẽ dẫn đến việc các ngân hàng điều chỉnh lãi suất cao hơn so với hiện nay." Giá dầu tăng hơn 2% vào hôm qua sau khi các công ty năng lượng công bố thu nhập khả quan và dữ liệu của Mỹ cho thấy sản lượng dầu thô đang giảm trong khi nhu cầu nhiên liệu tăng lên. Phiên giao dịch cuối cùng của tháng, giá dầu Brent vào tháng 6 tăng 1,17 đô la lên 79,54 đô la Mỹ một thùng. Dầu Texas WTI tăng 2,02 đô la lên mức 76,78 đô la Mỹ một thùng. Nhà phân tích Phil Flynn cho biết, thị trường đã giảm trong phần lớn thời gian trong tuần do lo ngại về suy thoái kinh tế và sự sụp đổ của ngân hàng Fed Republic. Tuy nhiên, hôm nay có dấu hiệu cho thấy có giải pháp cho vấn đề của Fed Republic và có những dữ liệu chỉ ra nhu cầu giàu tăng và sản lượng giảm. Do thông tin về việc tăng lãi suất của Fed trên thị trường quốc tế vàng kết thúc ở mức 1989 đô la Mỹ ao sau khi chạm ngưỡng tâm lý 2000 đô la Mỹ trước phiên giao dịch cuối tuần. Tuy nhiên, đã phục hồi ngoạn ngục của kim loại quý trong tháng thứ hai liên tiếp, giúp vàng tăng khoảng 0,5% trong tháng. Thưa quý vị, doanh số bán các sản phẩm cho sóc da ở nước ta đang tăng mạnh, được thúc đẩy bởi sức mua của tầng lớp trung lưu ngày càng tăng. Đây là thị trường cạnh tranh khốc liệt của các thương hiệu quốc tế, trong đó có Nhật Bản, phóng sự sau do đài truyền hình NHK của Nhật Bản thực hiện. Việt Nam đắm mình trong ánh nắng mặt trời quanh năm, đó là một vấn đề đối với những người lo lắng về ngoại hình của họ. Không có gì lạ khi người dân miền Nam chọn mặc áo dài tay, đội mũ trùm đầu khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 35 độ C. Một bạn trẻ nói. Tôi mặc đồ này vì tôi lo bị cháy nắng. Các cửa hàng trong nhà thuốc ở Thành phố Hồ Chí Minh này có rất nhiều sản phẩm chăm sóc da. Dữ liệu từ nghiên cứu tiếp thị của TBC cho thấy thị trường mỹ phẩm đã tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua. Chị Vi Thị Phương Quỳnh, chủ cửa hàng cho biết, nhu cầu về các mặt hàng chăm sóc da ngày càng tăng. Hầu hết khách hàng tập trung vào mỹ phẩm để cải thiện làn da. Hai yếu tố để thúc đẩy xu hướng này ở Việt Nam đó là kinh tế tăng trưởng cao và dân số trẻ đầu tư trung bình là đầu 30 và thu nhập bình quân đầu người hàng tháng đã tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua. Những nghiên cứu nhân khẩu học này đã thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất mỹ phẩm nước ngoài. Làn sóng các công ty Hàn Quốc đang chiếm 30% thị phần, các đối thủ Nhật Bản đứng thứ ba với 17% thị phần và đang nỗ lực để thu hẹp khoảng cách. Một trong số đó là hãng dược Daiichi Sankyo. Công ty bắt đầu bán các sản phẩm chăm sóc da tại đây từ tháng 12-2022. Một cuộc khảo sát của công ty cho thấy, người Việt Nam bắt đầu quen với thương hiệu này nhờ vào việc tăng cường du lịch đến Nhật Bản. Ông Yoshida Masuhiko, giám đốc kiêm chủ tịch thương hiệu Daiichi Sankyo, cho biết, nhiều người ở đây mong muốn có làn da sáng, đẹp và chúng tôi muốn đáp ứng nhu cầu đó. Chúng tôi hy vọng thương hiệu của mình sẽ được người tiêu dùng tại Việt Nam yêu thích và tăng trưởng nhanh chóng. Bà Misawa Miho, giám đốc thương hiệu tại trường Việt Nam, cho biết, chúng tôi muốn giúp khách hàng tại Việt Nam tiếp cận được các sản phẩm chính hãng, chúng tôi muốn đảm bảo họ sẽ được chọn những mặt hàng thật không phải là giả. Với việc nhiều công ty Nhật Bản để mắt đến sự cạnh tranh trong thị trường chăm sóc da ở Việt Nam sẽ trở nên khốc liệt hơn. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai.